Đây 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 đây. Đây là một YouTuber từ San Jose xuống xuống Nam Cali, phường Cali nè. À hồi lâu trước em ơi, như em có coi coi kênh anh và em có coi Việt Chi Chú không? Dạ. Việt Chi Chú. Có. Việt Chi Chú TV đúng không? Dạ. Anh, em coi cái anh Lộc đúng không? Rồi em quay tiếp đúng không? Dạ. Đúng không? À. Em quay tùm lum hết rồi. Từ nào nghèo khổ em quay thôi. Rồi. Hôm nay lên Lít Xôi Sài Gòn có gì mới không? Dạ thấy ở dưới đây vui á. Vui hả? Dạ. Anh... vui hơn ở San Jose, bà con Việt Nam mình nhiều hơn. Ừ. Chị em đông đủ thôi nọ, tinh thần Việt Nam mình thấy nhộn nhịp hơn. Dạ. Yeah. Mà hôm nay là xuống chơi hay là quay quay được trường hợp cái hôm nét nào chưa? À, em có xuống dưới đây quay mấy anh hôm nét thì sẵn dịp xuống đây dắt mấy đứa con đi vòng vòng. Đúng không chơi hả? À? Tại vì giờ mất ở khách sạn, mấy đứa nhỏ mất ở khách sạn để học á. Ok, cảm ơn em. Ok. Ờ giờ có điện lại rồi. Quý vị ngồi yên tại chỗ nha. Bây giờ mời ban tổ chức mang tới cho quý vị. Dạ vâng, quý vị cứ ngồi tại chỗ đi. Bây giờ ban tổ chức sẽ mang tới. Rồi mời Kim Anh ơi, bé Kim Anh hồi nãy có nói với chú Tiến á, con còn ở đây không? Bé Kim Anh ơi. Rồi, đây không? Rồi, có con gái lên nè. Xin ban tổ chức mang tới ghế cho chúng tôi cũng xin được cảm ơn đến hoặc gia đình của Hoa hậu Thanh Mai rất là nhiều đến đây kiếm đây nói bài cho nhân dân cho mọi người nha. Quý vị cũng biết đến với lại Hoa hậu Thanh Mai cũng như là Thẩm mỹ viện Hoa anh Cali hôm nay cũng đến chung vui của chúng ta, nguyên nhân đến đây và cũng có hỗ trợ cho chúng ta một bước trong ngày hôm nay cho quý vị nha. Rồi Thanh Mai sẽ có đôi lời cùng với tất cả quý vị đồng hương trong buổi chiều tối ngày hôm nay.